Ưng Hoàng Phúc có một cái phong cách biểu diễn mà đặc biệt ai là fan nữ của Ưng Hoàng Phúc thì coi như là rớt tim luôn. Hồ Quỳnh Hương trong cái đoạn clip gốc đó làm rất là mạnh mẽ, bởi vì cảm xúc nó dữ dội, nó giằng xé, nó mãnh liệt, cho nên cô ấy làm rất là mạnh. Mỹ Linh là ra sân khấu là nổi tiếng là vụng về mà, chân rất là lung ta lung tung và không phải là người nhảy giỏi và không khéo. Về hình thể á, nếu em còn yêu anh hãy tin vào mối tình anh trao em, không một ai khác. Người này quá tài năng, nhưng mà lần nào cũng cứ còn thiếu chút may mắn. Nhưng mà khi mà em cầm mic em hát thì đúng là chị có cảm giác là em muốn nhai luôn cái micro. Em lại một lần nữa thuyết phục anh với phần trình diễn của mình. Sau một vài tuần vừa qua, mình có hơi sa sút phong độ một tí. Những câu nói trên đầu môi phải cho người trao cho riêng mình tôi. Dẫu đã biết anh không hề yêu, nhưng vẫn mơ. Thì cái tuần này em đã uyển chuyển hơn rất là nhiều, em mềm, em mượt hơn rất là nhiều. Nhìn thấy cưng lắm rồi đó. Tuy nhiên khi mà bạn trở vào ca khúc á, thì bạn lại hơi mềm quá. Cái đó là bắt chước chị Linh. Không. Chị Linh ra hay là mắt chị Linh liêm diêm thế này. Không, chỉ liêm diêm là bởi vì mắt chị nó to. Cái gì vậy? Eo ơi, vừa mới nói nhau thế xong mà bây giờ là phản bội luôn. Eo ơi, ghê quá. À, thế là Mỹ Linh nam tính à? Mỹ Linh không hề nữ tính trên sân khấu.